Phong thủy trong bố trí mặt bằng kinh doanh khu vui chơi. Cửa hàng là nơi thu nạp tài khí, quyết định sự thịnh hay suy của công việc kinh doanh khu vui chơi nên cần thuê mặt bằng không quá hẹp nhằm tăng sinh khí, thu hút tài khí vào trong. Ngoài yếu tố về vốn, tính chất kinh doanh, điều kiện cư dân, khi lựa chọn thuê, mua hoặc bài trí mặt bằng kinh doanh, bạn cần chú ý nhiều đến hình dạng cửa hàng, bố cục thiết kế, môi trường xung quanh, để việc làm ăn thuận lợi, phát triển bền vững. Phong thủy trong bố trí mặt bằng kinh doanh khu vui chơi. 1. Phong thủy giúp nhà tăng sinh khí nhờ cây. Mảng xanh trong nhà, ngoài sân, bên cạnh chức năng làm đẹp còn góp phần thu hút sinh khí, tài lộc cho gia chủ. Mỗi loại hình kinh doanh khu vui chơi có vị trí phù hợp riêng, như người ta nói buôn có bạn, bán có phường, các sản phẩm đắt tiền, mặt hàng giá trị cần chọn khu vực sầm uất, khu trung tâm, khu dân cư cao cấp, nhà hàng thì chọn khu vực đông dân cư, thuận tiện việc đậu xe. Cửa hàng thiết bị máy móc, vật liệu cần phải chọn nơi thuận tiện cho xe cộ đi lại để ngoài mua và trao đổi hàng, còn yêu cầu vận chuyển hàng hóa. Ngoài ra, cửa hàng là nơi thu nạp tài khí, quyết định sự thịnh hay suy của công việc kinh doanh nên cần thuê mặt bằng không quá hẹp nhằm tăng sinh khí, thu hút tài khí vào trong. Hình dáng cửa hàng rất quan trọng, tốt nhất là hình vuông, kỵ những cửa hàng có thế hình tam giác. Cửa của mặt bằng kinh doanh khu vui chơi phải mở ra hướng cắt khí mới thu hút nhiều khách đến. Nếu dòng người đến từ bên trái thì cửa mở bên phải và ngược lại để thu hút dòng tài lộc. 2. Bố trí mặt bằng kinh doanh theo phong thủy. Vị trí cửa hàng cần tránh những nơi có đường đâm thẳng, trong ngõ cụt hay phía trước có những mũi tên độc như cây lớn, cột điện, ống khói, góc đường chữ Y, chữ T chiếu thẳng vào cửa gây bất lợi cho việc làm ăn, tán tài. Nếu vị trí đẹp, nhưng lỡ có những nhược điểm trên có thể hóa giải bằng cách bố trí bình phong, di chuyển cửa ra vào tránh đối diện chính trục với những mũi tên độc, tránh sát khí. Phía trước cửa hàng kinh doanh khu vui chơi còn gọi là minh đường cũng vô cùng quan trọng, nếu minh đường rộng thì tụ tài, vận khí tốt, đông khách, tránh bị chèn ép. Có thể trồng thêm cây cảnh, hoa để tăng sinh khí, đồng thời giảm ô nhiễm, bụi bẩn vào cửa hàng. Nếu cửa hàng sát đường thì nên bố trí lùi lại phía sau để tạo khoảng sân trước thu hút tài khí. Tủ trưng bày hàng hóa phải gọn gàng, sạch sẽ để thu hút tài vận, giúp hàng hóa bán chạy, công việc hanh thông. Các mặt hàng kinh doanh khu vui chơi có thể quy về ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa hay thổ, dựa vào từng tính chất để bố trí, sắp đặt cho phù hợp thúc đẩy công việc kinh doanh. Cửa là nơi đón vận may, sinh khí vào và luân chuyển khắp nhà. Vì thế, khi thiết kế hoặc chỉnh sửa cần chú ý vị trí cửa để gia đạo yên bình, gặp sự hanh thông, đắc tài như ý. Phong thủy nhà cao, cửa rộng để đón vận may. Người xưa cho rằng những gia đình giàu có phải đạt tiêu chuẩn nhà cao cửa rộng. Chính vì thế, khi xây dựng thiết kế nhà, cửa chính luôn phải đặt ở vị trí rộng nhất, cửa rộng mở để đón các luồng khí tốt. Hơn nữa, cửa rộng tạo cho mọi người cảm giác thân thiện, ấm cúng, hòa khí sinh tài là vậy. Cần chú ý kiêng đặt những thứ không sạch sẽ như thùng rác, đồ sành sứ cũ bị sứt mẻ hay đồ vật bị vỡ trước cửa lớn. Kiêng đặt cửa chính đối thẳng với cửa hậu vì sẽ làm vượng khí vào nhà rồi đi quá nhanh khiến các cơ may dễ trôi qua tầm tay. Nên làm cửa hậu và cửa chính cách xa nhau để sự vận hành của sinh khí được hanh thông. Kích thước cửa phải phù hợp, cửa lớn mở ở những gian phòng chính như phòng khách, phòng ngủ, còn lại nhà bếp, nhà tắm, dùng cửa nhỏ hơn. Nơi đón vận may của ngôi nhà kinh doanh khu vui chơi số 1. Nhiều người ví cửa sổ là mắt và miệng của ngôi nhà nên lúc nào cũng phải mở cửa ra phía ngoài cho dòng khí được tăng cường, điều hòa năng lượng tích cực, tăng dương khí. Cửa sổ không nên kéo về phía bên trong, hay kiểu cửa nâng lên hạ xuống làm giảm nhuệ khí. Gia chủ nhút nhát, thiếu dứt khoát trong công việc cũng như các quyết sách trong đời sống hàng ngày. Không nên để cửa sổ đối diện trực tiếp với cửa chính dễ khiến luồng chính khí từ cửa lớn đi vào bay qua cửa sổ không giữ lại được. Đặc biệt nếu cửa sổ quá lớn dễ khiến gia chủ tán tài. Muốn khắc phục không khó, chỉ cần đặt chậu cây phía trước cửa chắn lại là hóa giải được. Khi làm màn cửa, đặc biệt cửa sổ không nên làm quá dày, cũng tránh đóng cửa kín khiến không khí và ánh sáng khó lọt vào phòng, làm chủ nhân dễ bị ốm đau, bệnh tật. Dù vậy, vẫn cần chú ý chức năng của cửa kính gió, tránh cho chủ nhân các bệnh về thời tiết. Tránh đặt bàn làm việc gần cửa sổ vì sẽ cản đường đi của sinh khí và ánh sáng. Người ngồi ở vị trí cản khí lâu ngày dễ bị suy nhược. Nơi đón vận may của ngôi nhà kinh doanh khu vui chơi số 2. Nếu nhà có sân, tâm cửa phía trước cổng và cửa chính không nối thành một đường thẳng mà nên bố trí lệch nhau để tránh điểm hung hiểm. Cửa sau không được lớn hơn cửa trước, cửa bếp không được hướng trực tiếp vào bếp nấu, cửa nhà vệ sinh không được hướng thẳng vào bếp. Nên tránh đặt 3 cửa ra vào với cửa sổ liên tiếp thẳng hàng vì dễ sinh ngáng trở công việc của các thành viên trong gia đình. Góc chia sẻ. Màu sắc cửa cũng ảnh hưởng đến phong thủy chung của ngôi nhà. Theo các chuyên gia, để làm giảm các dòng năng lượng xấu, tăng hấp thu năng lượng tốt, có thể sơn cửa theo hướng nhà dựa vào bảng màu theo ngũ hành tương sinh. Những ngôi nhà hướng Nam thuộc hành hỏa sơn màu đỏ, cam, hồng, vàng đậm, tím. Hướng Đông Bắc và Tây Nam thích hợp các màu vàng nhạt, màu của đất cát thuộc hành thổ. Phía Tây và Tây Bắc thuộc hành kim nên sơn màu xám hoặc trắng. Hành thủy theo hướng Bắc nên chọn màu xanh dương, đen. Hướng Đông và Đông Nam nên sơn màu xanh lá cây. Phong thủy giúp nhà tăng sinh khí nhờ cây. Theo các chuyên gia phong thủy, khi trang trí cũng cần quan tâm đúng mức đến biển hiệu, logo của cửa hàng, công ty vì đây là nơi thu hút nhân khí, tạo ấn tượng cho khách hàng, đối tác. Biển hiệu phải cung cấp đầy đủ thông tin ngành hàng kinh doanh, cũng phải theo cung mệnh của gia chủ từ màu sắc, kích thước cho đến chất liệu. Chiều cao không quá 2 mét và rộng không vượt qua bề ngang của cửa hàng. Đối với biển hiệu dọc không được cao quá 4 mét, bề ngang tối đa 0,6 mét. Hiện nay Hồng Loan Game Center có chương trình ưu đãi tư vấn phòng miễn phí khi thiết kế kinh doanh thủy kinh doanh khu vui chơi theo 3 trường phái lớn được tính toán dựa theo tuổi và cung phi và bát cung của gia chủ theo Tam Nguyên và Tam Hợp Phái. 1. Bát Trạch Phân Cung theo Tam Hợp Phái. 2. Huyền Không Phi Tinh theo Tam Nguyên Vô Thường Phái. 3. Huyền Không Đại Quái theo Tam Nguyên Vô Thường Phái. Quý khách có nhu cầu tư vấn về mặt bằng đầu tư kinh doanh khu vui chơi theo phong thủy xin điện 08.8888.0532 Hồng Loan.